đây ngồi nha. Tí nữa mẹ cho khui quà của chị cô Bi nha. Để mẹ đi gọi chị đã. Này, con ngồi con gửi hộp quà cho mẹ nha. Rồi để mẹ tí mẹ đi gọi chị đã. Đồ đẹp lắm, bây giờ mẹ khui cho con nhé. Sẽ đi cùng mẹ khui quà tặng cho chị cô Bi nha. Cô Bi có hồi hộp không? Ừ. Con có thích nhiều quần áo mới không? Ừ. Con xoa đầu cho chị đi, Seri. À đẹp, áo chị cô Bi đẹp à? Wow. Chị có bị sắp khui ra được rồi. Để mình cắt cái bên này nữa. Rồi, ok. Bên này một tí nữa là được. Wow. Nhiều bộ áo mới không cô Bi? Đây này, đây này. Nhiều bộ không? Có màu hồng này, màu trắng, màu vàng này. Nhiều kiểu đồ lắm. Mẹ mang cho cô Bi nhiều kiểu đồ lắm. Nhiều váy lắm. Nhiều bộ rất là đẹp luôn. Có bộ mặc cho mùa đông nữa. Bi. À Bi, đồ đẹp của Bi á. Nha. Bây giờ mẹ sẽ mặc cho Bi thử nha. À mặc thử một bộ đồ mùa đông nha. Đi sang đây. Bi ơi, đi sang đây mẹ mặc đồ cho này. Đây. Đây, bây giờ mẹ sẽ để những cái bộ đồ ra đây nha. Đây, Seri đưa cho mẹ. Yeah. Cảm ơn Seri nha. Dạ đi. Con nhả đi. Rồi bây giờ mẹ sẽ mặc đồ cho cô Bi nhé. Này, rớt đồ của chị con. Cho con này, con cầm đi. Con cầm đồ đẹp đi. Áo đẹp đâu. Mẹ thử đồ cho cô Bi nha. Xem thử đẹp không nha. Con thử có vừa không? Đây. Mẹ sẽ thử cái bộ này thử nha. Bộ đồ ấm nè. Nè. Nè, cô Bi ngồi im nhá. Ngồi im để mẹ thử đồ cho nha. Đây đây. Cô Bi đưa tay đây. À đẹp, áo đẹp á nha. Áo đẹp của chị cô Bi á. Nhiều quần áo đẹp quá nha. Đây đâu cô Bi? Đây. Rồi, cô Bi đừng có cắn nó hư áo hết con. Này có cái mũ nữa nè. Đấy, xinh không? Ai mẹ ngồi luôn ra đây. Rồi, đưa mặc cái quần nữa nha. Rồi, chân này nữa cô Bi ơi. Đẹp không cô Bi thích không? Ừ. Cô Bi mặc bộ này xinh quá nè. Rồi, xong rồi, yeah. Xinh quá. Ồ, đẹp không? Có thấy áo chị đẹp không? Đẹp. À, đẹp, yeah, giỏi tay. Xin đi giỏi tay đi con. Đẹp à, chị cô chị có Bi đẹp à, có cái mũ nữa nè. À đẹp, đấy chị có cái mũ nữa nè. Bây giờ chị đứng dậy đi một vòng thử nhé. Nè, cô Bi đứng đây. Cô Bi đứng đây mình xem vườn nè. Rồi, xinh quá nhờ. Nè, đi đây. Cô Bi đi thử một vòng để xem nào. Sao đi cũng đi à, hả? Nè, cô Bi đi một vòng nè. Đi đây, đi đây, đi đây, đi đây. Rồi, đấy, giỏi quá, đẹp không con? Vừa quá nhỉ.
Sandy ơi. Ô không được chơi kéo đi con. Không được chơi kéo. Mẹ thay sẽ thay một bộ khác cho chị Kobe nha. Không được chơi kéo, mẹ không cho Sandy chơi kéo nha. À để mẹ cắt kéo đi. Kobe ngồi đây. Sandy cho con á. Đây bây giờ mình sẽ mặc bộ này nha. Mặc bộ Sandy cho. Sandy cho bộ đứa cho chị bộ nào nào. Con lấy bộ nào Sandy? Bò. Mình thử thêm một bộ đồ đó ra, xong mình thử thêm một cái váy nữa nha. Ừ. Lấy cho mẹ một đồ cho chị Kobe nào. Lấy bộ này nhanh lên. Sandy con lựa bộ nào. Con lựa bộ nào lấy đi. Lấy cho mẹ. Mẹ cảm ơn nhé. À. À. Sandy giỏi quá. Đây một chiếc áo rất là xinh xắn dành cho Kobe nha. Bò. Kobe tha hồ trèo cây luôn. Đẹp không con? Bi. À Bi đẹp không? Bi đẹp không? Bò. Ừ. Bò. Bi mà. Con gọi Bi chứ. Bi. À Bi. Bi bầy bò. Bò. Sao đi nghịch thế con? Đây. Cô sẽ đứng dậy về kéo quần nha. Hai chân, con nếu hãy hai chân cho mẹ kéo quần. Bò. Bò cà bầy đi chơi bò. Đấy, đẹp không Siri? Ri ơi. Ri bò, Ri đẹp bò. Con thấy chị, nè, con thấy chị áo đẹp không? Giỡn tay. Đây, bây giờ mẹ sẽ cho chị đứng thử đi một vòng thử nha. Rồi Bi đi nào, sao đi đứng đây chơi tí nha. Nè Bi đi nào, hai mẹ con mình sẽ diễn thời trang nào. Rồi đi đi qua. Wow, cô Bi đẹp đấy, đó xinh đó. Nè đi đây, đi đây, đi đây, đi xoay một vòng. Rồi đi đây, đi đây, đi đây, ta thay đồ mới nha. Đi lên đây. Giỏi quá. Bây giờ mình sẽ thay váy cho chị Kobe này. Thay một chiếc váy xem có vừa không nha. Bộ dài cũng vừa này, bộ ngắn này cũng vừa này. Thử một chiếc váy thử xem. Bên này Sandy có vẻ thích hát nhờ, hát cả ngày thôi à. Ri ơi. Wow, chiếc váy đẹp không? Xinh quá nha. Cái mẹ mặc cái nào. Mấy hôm nữa mẹ cũng mua quà cho Sandy nha. Mẹ mua đồ đẹp cho Sandy nữa nha. Để hai chị em mặc đồ đẹp với nhau. Sandy phải biết. Sandy phải biết đi rồi mặc đồ, mặc váy mới đẹp. Ơi. Y. Nha, mặc quần chip vào con là xấu hổ nè. Sandy ơi. Sandy, con lại nhìn chị Kobe này. Con sai cho chị Kobe này. Sandy thích nghịch, nghịch quá trời nghịch luôn. Rồi, đây chị Kobe đứng đây. Sandy ơi, chị có váy đẹp nè, con thích không? Con sờ đi. Đẹp. Sandy kêu đẹp đi. Ừ. Ồ, đẹp quá. Con hôn chị miếng đi, hôn chị miếng nào. Nào. Nè, hôn chị miếng. Cô Bi có muốn khoe đồ mới với ba không? Này cô Bi cầm một vài bộ đồ. À cầm bộ này đi. Này cô Bi cầm đồ vào, cô Bi khoe với ba là cô Bi có đồ mới nha. Mẹ mới mua đồ mới cho cô Bi nha. Đi đi con cầm đi đi. Đi cầm con khoe với ba đi. Nhanh lên. Tôi đi 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 đi
Anna. Ui, đứng lên ba xem nào. Để đứng lên ba xem nào. Quần áo vừa với Kobe thế nhờ. Để xem. Ui, đẹp thế. Vừa luôn nhờ. Có hoa nữa hả? Con cầm cái gì đây? Kobe. Cầm gì đây? Quần áo của con hả? Cái gì đây nè? Lấy ra cho nào. Đấy hả? Nó đẹp đây nữa hả? Có nhiều thế, thấy có nhiều đồ thế. Đấy giải. Đấy giải 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 ngồi làm việc với ba nè, ngồi đây làm việc với ba nha. Dạ, nha, vừa luôn đấy, xinh gái đi.